Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em nhận được một cái lời yêu cầu từ một cái chị rất là dễ thương. Chị bảo là mong em chia sẻ cái món ăn dành cho người bận rộn mà mình có thể là làm sẵn để vào ngăn đông tủ lạnh á. Khi nào cần ăn mình chỉ cần lấy ra mình hâm nóng thôi. Thì chị có nói là ở ngoài thị trường người ta hay cái bán những cái loại mà thịt kho tiêu chay đó cả nhà. Đó, hôm nay thì em sẽ dành tặng công thức này đặc biệt cho chị và cho tất cả các chị em cô chú nào đang xem video này ha. Thì với cái video hôm nay em sẽ làm ra 3 món chay chỉ với 2 nguyên liệu. Thì thành phẩm mình ra được là một cái món thịt kho tiêu chay nè, và một cái món thịt dùng để ăn cơm tấm chay, và một món gọi là cá chay ha. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Để tiết kiệm thời gian thì em sẽ bắt tay vào làm luôn. Đầu tiên em cho vào nồi nửa muỗng canh muối. Em cho tiếp vào đây là 1 kg đậu hũ trắng, đậu hũ khuôn. Mình không sử dụng đậu hũ non nha cả nhà. Rồi, bây giờ thì em sẽ cho vào đây là 1,2 lít nước. Em sẽ dùng đũa, mình sẽ làm cho cái miếng đậu hũ nó ngập sâu ở trong nước như thế này. Rồi em sẽ đậy nắp lại rồi mình sẽ nấu cái nồi này cho nó sôi lên nha. Khi nồi nước bắt đầu sôi thì em sẽ mở nắp ra cho cả nhà xem. Đây ạ. Đó, thì em sẽ tiếp tục đậy nắp lại và mình sẽ luộc cái phần đậu hũ này thêm 15 phút nữa. Nếu như mà cả nhà không canh thời gian thì mình có thể là quan sát thấy khi nào cái đậu hũ nó nổi hết lên trên mặt như thế này nè. Đó, như vậy là được rồi. Em sẽ tắt bếp luôn và mình sẽ vớt cái phần đậu hũ này ra để cho cái phần đậu hũ thật là nguội nha. Thì cái cách này thì em cũng đã chia sẻ với cả nhà rất là nhiều lần rồi. Để cho cái phần đậu hũ thật là dai và chắc á, khi mình làm món ăn mình không cần sử dụng bột thì mình sẽ làm qua cái bước này nha. Tiếp theo thì em có là 50g gà lát chay khô, em đã ngâm nước nở mềm, rửa sạch vắt ráo rồi. Thì để mình tiết kiệm thời gian, cả nhà nên sử dụng cái gà lát chay này nè. Mình ngâm nó nhanh nở mềm lắm. Thì mình ngâm nó càng mềm thì mình dễ sơ chế, dễ làm nha cả nhà. Thì em ngâm ở đây là khoảng 3 giờ đồng hồ á. Thì sáng em đi chợ sớm về em cho vào em ngâm liền. Thì đến khoảng 9-10 giờ thì em mới bắt đầu làm. Đó. Thì bây giờ em sẽ dùng một cái túi ni lông 2 kg nè. Em cho hết cái phần gà lát chay vào đây. Rồi mình sẽ giã nhuyễn nó ra nha. Còn nếu mà cả nhà không mua được loại này thì mình có thể thay thế bằng sườn non chay. Nhưng mà sườn non chay thì cả nhà nên ngâm qua đêm để cho nó mềm á. Khi mình giã như vậy nè, nó dễ giã hơn. Thì nếu mà cả nhà không có thời gian thì cả nhà có thể cho vào máy xay. Tuy nhiên thì cho vào máy thì nó sẽ không còn cái sớ cho mình nữa nha cả nhà. Mình giã như vậy chủ yếu là mình tạo sớ cho món ăn nhìn nó ngon hơn ha. Thì sau khi mà giã xong rồi thì em sẽ cho vào một cái túi vải như thế này. Rồi mình vắt cho cái phần gà lát chay này thật là khô nước nha. Thì nếu mà cả nhà không có túi vải thì mình sử dụng là khăn sạch nè, hoặc là khăn lược đều được ha. Thì cơ bản những cái món chay mà mình muốn kết dính tốt thì những cái nguyên liệu mình làm phải thật là khô nước thì nó mới ngon, nó mới dễ chắc nha cả nhà. Thì sau khi phần đậu hũ nó nguội thì em cũng sẽ vắt cho đậu hũ thật là khô nước luôn. Thì 1 kg đậu hũ em sẽ chia ra làm 2 lần vắt ha. Mình vắt như thế nào càng khô nước thì càng tốt. Vắt xong rồi thì em sẽ cho nó ra một cái thau, hoặc cả nhà có mà cái cối lớn á cả nhà. Cả nhà cũng có thể cho vào cái cối để mình giã nha. Em sẽ dùng chày, đầu tiên thì mình sẽ giã cho cái phần đậu hũ này nó tơi ra. Rồi khi mà đậu hũ nó tơi ra hết rồi thì mình sẽ vừa giã vừa quết nó để cho phần đậu hũ này nó dẻo dai nha cả nhà. Thì cái bước này sẽ giúp cho cái phần đậu hũ của mình có độ dai nhiều nhất có thể luôn. Đây là thành phẩm sau 20 phút mà em giã nè. Cả nhà thấy cái chày mình giã, mình lấy, mình kéo lên nó rất là khó. Cả nhà nó kéo luôn cái thau lên luôn. Rất là dẻo, như vậy là được rồi nha. Bây giờ thì em sẽ cho hết cái phần gà lát chay lúc nãy mình vắt khô nước nè. Rồi mình trộn sơ nó lên cái để cho hai nguyên liệu này nó hòa quyện với nhau ha.
Bây giờ thì em sẽ nêm vào đây là 2 muỗng cà phê hạt nêm chay, nửa muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê tiêu xay. Nêm đơn giản như vậy thôi mà thành phẩm ra rất là vừa ăn, rất là ngon luôn á cả nhà. Và đặc biệt á, cái món này cả nhà chọn cái đậu hũ và cái gà lát chay mà cái loại càng béo càng ngon thì thành phẩm sẽ càng ngon nha cả nhà. Cái đậu hũ á, do là em mua tại lò cho nên thành phẩm ra nó rất là béo luôn. Rồi mình chỉ cần nè trộn đều, mình nhồi thì chút xíu nữa, khoảng 2-3 phút nữa thì mình có thể là đem tạo hình được rồi. Sau khi em nhồi khoảng 3 phút đó cả nhà thì mình có thành phẩm như thế này nè. Đó, cả nhà thấy nè, nó kết dính tạo thành một khối như thế này là được nha. Thì bao nhiêu đây thì em sẽ chia ra làm 3 phần để mình làm ra được 3 món ăn để cho cả nhà mình có nhiều sự lựa chọn hơn nha. Còn nếu mà cả nhà thích giống như là mình muốn làm thịt kho tiêu chay không á thì mình không có cần phải chia phần ra giống như em ha. Một phần á thì em sẽ làm thịt kho tiêu nè. Thì thịt kho tiêu mình sẽ lấy một phần nhỏ thôi rồi mình bóp lại cho nó dễ chắc, sau đó thì mình tạo thành từng cái miếng như thế này. Rất là đơn giản dễ làm cả nhà ha. Đã. Đó, như vậy là xong rồi đó. Thì cứ tiếp tục như vậy cả nhà làm luôn hết cái phần còn lại. Rồi, cái phần thứ hai á, thì mình sẽ làm thịt nướng để dùng ăn cơm tấm nè. Thì mình sẽ lấy một cái phần lớn hơn, rồi mình cũng vo, mình bóp cho nó dễ chặt. Sau đó thì mình làm như thế này, cho nó tạo thành một miếng giống như là miếng thịt đó cả nhà. Đây ạ. À. Đó. Rồi, thì cái phần thứ ba thì em sẽ làm ra cái món cá chay nha. Món cá chay thì mình sẽ làm thêm là rong biển cuộn cơm vào đây. Thì em sử dụng là một lá rong biển cuộn cơm như thế này. Thì mình sẽ cắt ra làm ba. Thì mỗi một con cá như vậy thì mình sử dụng là một cái miếng nhỏ như vậy nha cả nhà. Rồi, thì mình cũng sẽ lấy một phần rồi mình cũng vắt cho nó dẻ rồi mình tạo hình trên miếng rong biển như thế này. Và nếu như mà cả nhà muốn cái phần rong biển nó dính chặt hơn với cái phần nhân này á thì mình sẽ quét một lớp bột, bột nào cũng được, để mình tạo cái chất kết dính giữa rong biển và cái phần đậu hũ với gà lát chay này nha. Em á thì em không có được khéo tay cho nên em chỉ tạo hình như vậy thôi, sơ sơ như vậy là được rồi cả nhà. Đó, thì cả nhà cần khéo tay hơn thì mình sẽ làm được đẹp mắt hơn ha. Ở đây thì em bắt sẵn một nồi nước sôi rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần nè, mở cái nắp ra rồi mình cho cái phần nãy giờ mình tạo hình đó, mình cho vào đây mình hấp thôi cả nhà. Ở đây thì nhiều quá cho nên em có hấp cùng một nồi được, nên em chia ra làm hai nồi nha. Một nồi hấp thịt và cá với lại một nồi hấp thịt miếng nhỏ nè. Thì mình sẽ hấp cái nồi này trong vòng từ 25 đến 30 phút tùy vào cái nồi và cái nhiệt độ lửa cả nhà để nha. Thì sau khi mình hấp chín như thế này rồi, mình sẽ lấy ra rồi mình để cho nó thật là nguội. Sau đó mình cho vào ngăn mát tủ lạnh qua một đêm để cho cái phần thịt này nó dẻ dai lại nha cả nhà. Và đây là tất cả thành phẩm em đã để ngăn mát tủ lạnh qua đêm rồi nè. Đây ạ. Đó, cái phần thịt chay của mình nó rất chắc và dai luôn cả nhà. Thành phẩm này mà so với cái món thịt kho tiêu ở ngoài chợ người ta làm sẵn, người ta hút chân không, người ta bán đó, thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều nha. Một là nó rất là vừa ăn, hai là nó sẽ có độ dai và nó có độ có sớ. Thì cái loại thịt chay kho tiêu mà người ta hút chân không bán ở ngoài chợ đó, thì khi em ăn thì em thấy là nó chỉ có sớ thôi, với lại nó cứng cứng, chứ nó không có độ dai giống như là mình làm theo cái cách này. Cách này nó dai mà nó có sớ mà nó vừa ăn, nó rất rất là ngon luôn cả nhà ơi. Thì thành phẩm món ăn như thế này rồi, mình có thể chế biến bất kỳ
với cái loại gia vị nào mà mình yêu thích nha. Riêng cái phần cá chay này á, do là mình hấp mình chồng chồng lên nhau cả nhà, cho nên nó dính cái màu rong biển lên trên cái miếng cá nè. Nhưng mà không sao ha, quan trọng là ăn ngon là được. Thì riêng cái phần cá chay này thì em sẽ để riêng, em sẽ không chế biến và mình cũng sẽ bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh nha. Mình để dành mình chiên lên rồi mình có thể là giã chén mắm gừng mình chấm cũng đều rất là ngon ha. Mình chỉ cần chế biến hai cái phần thịt này thôi. Thì thịt thì em sẽ mang đi chiên vàng hết hai cái mặt của nó nha. Đây cả nhà thấy nè, vàng như vậy là được rồi, em sẽ lấy nó ra ha. Tiếp tục thì mình cũng sẽ cho cái phần thịt miếng nhỏ vào đây mình chiên vàng luôn. Sau khi mà chiên xong thì cái phần dầu trong chảo này còn dư nhiều quá, em sẽ gót ra bớt, chừa lại là khoảng 1 muỗng canh. Em cho tiếp vào đây 1 muỗng canh đường để mình tạo màu cho cái món xích kho nha cả nhà. Sau khi cả nhà thấy cái phần đường nó ngã qua màu nâu như thế này mà nó hơi sủi bọt lên thì mình cho vào đây là 8 muỗng canh nước nha. Rồi cho thêm vào đây là 2 muỗng cà phê hạt nêm chay, 2 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu xay, 2 muỗng canh nước mắm chay, 2 muỗng canh nước tương và 2 muỗng canh tương ớt. Phần gia vị cả nhà đang nhìn thấy trên màn hình thì em chỉ nêm tượng trưng thôi nha cả nhà. Thì khi mà mình cho vào rồi thì mình sẽ nấu sôi lên cho gia vị nó tan hết. Rồi mình sẽ nêm nếm được cân chỉnh lại theo khẩu vị gia đình nha. Và với cái xích kho này em sẽ làm theo kiểu thuần chay, em sẽ không cho hành tỏi nha. Với lại khi mình làm mà mình để ăn lâu á, thì mình có cho hành tỏi vào đây thì nó cũng sẽ không có tác dụng thơm nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà ăn hành tỏi á, thì mình sẽ cho hành tỏi ngay cái lúc mà mình hâm nóng lại á, mình bắt miếng dầu mình cho hành tỏi lên mình phi, rồi mình hả cho cái phần thịt chay ra đây rồi mình hâm lại thì nó sẽ thơm hơn. Thì sau khi mà cả nhà nêm nếm lại cho nó hợp với khẩu vị gia đình thì mình sẽ nấu trên lửa trung bình đến khi nào cái sốt nó sánh sệt như vậy là được. Ở nhà nhớ mình chừa lại ít nước để mà mình có nước để mình hâm cho nó dễ nha cả nhà. Rồi tiếp theo thì em sẽ đi làm cái sốt để mình làm thịt nướng cơm tấm nha. Em cho vào chảo là 2 muỗng canh nước, 1,5 muỗng canh nước tương, 1,5 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muỗng canh dầu hào chay và 1 muỗng canh tương ớt. Bây giờ thì em sẽ mở cái bếp lên rồi mình nấu cho cái gia vị này nó tan ra. Cả nhà có thể là nêm đếm rồi cân chỉnh lại chút xíu theo khẩu vị gia đình. Sau đó thì mình sẽ cho hết cái phần thịt chay vào đây, mình đảo đều đến khi nào cái phần sốt nó thấm hết vào cái thịt chay là được nha. Đây ạ, như vậy là được rồi. Em sẽ tắt bếp luôn ha. Sau khi có thành phẩm như thế này rồi thì mình sẽ chia ra từng phần nhỏ nhỏ cho vừa đủ ăn ha. Rồi mình bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh. Khi nào cần ăn thì mình sẽ lấy ra mình hâm nóng lại mình ăn thôi. Hy vọng rằng đây là một cái video thật là hữu ích đối với anh chị em cô chú bận rộn không có thời gian ha. Thay vì mình đi mua cái loại mà người ta làm sẵn ở ngoài chợ thì hôm nào mình có thời gian rảnh mình bỏ một ngày ra mình làm như vậy, mình để ngăn đông ăn vừa ngon vừa chất lượng vừa tốt cho sức khỏe nữa cả nhà, ăn nó an tâm hơn nhiều ha. Vậy là em và cả nhà mình nãy giờ đã hoàn thành xong 3 món chay ngon chỉ với 2 nguyên liệu thôi, rất đơn giản dễ làm, thành phẩm thì cực kỳ ngon luôn. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay ngày hôm nay. Nếu thấy thích kênh, cả nhà hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Đừng quên like video và chia sẻ về cho bạn bè cùng xem. Bây giờ thì em xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.